tụi em có kể với nhau nghe về mình hay mơ những giấc mơ. Trong quá trình kể qua kể lại, bỗng nhiên em cảm thấy nó có một cái sự trùng hợp. Trong những giấc mơ của hai người có cái sự trùng hợp, lúc đó em mới bắt đầu mới chú ý tới cái người bạn này. Ngày hôm đó là đúng ngày giỗ của ba em Vũ luôn. Sau này em cũng hay nói là không biết có khi nào ba dẫn dắt cho mình gặp nhau không. Hay nói vậy. Có ba chạm nhẹ nhẹ. Em không ba chạm, bạn em ba chạm. Bạn em ba chạm em đi. Là ba chạm sao? Bạn chơi bạn của em không, bạn Hiếu. Ủa là ai? Bạn của em. Trời ơi, em chơi cái này thì ra ngoài nhà thờ Đức Bà. Thì gặp một cái chị là chị bên hội thiền á. Chị nghe cái âm thanh này xong chị nói với em là cái này em nên chơi trong nhà thờ chứ không phải chơi ở ngoài đường phố. Xong em nghe em cũng hạnh phúc mà trung cảm. Thế chị cho em cái contact, cái em đánh hòa nhạc thiền thì một thời gian sau thì em quen. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người nha một tiết mục rất đặc biệt do chính hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ biểu diễn. Và âm thanh này được phát ra từ đôi nhạc công đang biểu diễn. Độc đáo chưa? Chỉ có hai người mà thôi nha. Chỉ có hai vợ chồng mà thôi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chắc có lẽ là Quốc Thuận xin mời quý vị chúng ta cùng trò chuyện và gặp gỡ với cặp vợ chồng son này, và đồng thời cũng là hai nghệ sĩ vừa biểu diễn một tiết mục rất là ấn tượng và rất là quen thuộc với những thanh âm mà những người dân ở tại Đà Lạt và đặc biệt là những du khách khi tới Đà Lạt đều rất quen thuộc với những thanh âm như thế này. Chào hai vợ chồng. Và bây giờ thì chắc có lẽ là xin mời hai nghệ sĩ đồng thời cũng là hai vợ chồng son trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta nghỉ giải lao chút xíu để có thể trò chuyện cùng với Quốc Thuận được không nào? Bây giờ thì xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nè. Dạ, chào anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em lấy chồng và lên Đà Lạt này sinh sống luôn ạ. Mình tên là Huỳnh Tấn Vũ, sinh năm 1987 tại thành phố Đà Lạt ở phường 2. Không gian như thế này không chỉ là có hai vợ chồng mà còn có một nhân vật nữa. Một nhân vật bé xíu xìu xiu. Thì bây giờ không biết là ba hay mẹ giới thiệu về bạn ấy đây. Chào chú đi. Chào con. Chào chú. Con tên gì? Con Thiên Hà. Thiên Hà. Thiên Hà là nhiêu tuổi? 4 tuổi. Thiên Hà có thích đánh đàn, đánh trống như mẹ với ba không? Dạ. Rồi Thiên Hà có biết hát bài nào không? Con hát một bài tặng cho chú Thuận đi. Cháu thường hỏi là cái cơ duyên nào mà cô gái thành phố Hồ Chí Minh lại gặp một chàng nhạc sĩ ở tại thành phố Đà Lạt này, và lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau không nè? Bắt đầu do em trước. Thì hồi đó em bán cà phê ở đường Nguyễn Công Trứ á, thì ngồi ở nhà rảnh thì hay xem mấy cái clip như là phim hoạt hình á. Thì vô tình thấy ở dưới comment là phim hay quá, mọi người vô coi đi. Em nhảy vô comment hỏi bạn ơi, bạn có hay coi phim hoạt hình không, có gì gửi cho mình xem với. Thì bạn nói ý là có nhưng mà cụ thể câu gì em cũng không nhớ. Thì bắt đầu là em mới nhảy vô em nói bạn cho mình xin kết bạn Facebook nhé. Và đó là cái ấn tượng đầu tiên mà em quý, có nghĩa là em vừa hỏi thôi mà kết bạn cái nhận liền, quen được bạn rồi mời bạn lên Đà Lạt. Đó vậy đó là do công nghệ dẫn dắt. Bộ phái coi phim hoạt hình lắm hay. Dạ đúng rồi ạ. Tại vì em rất là hay sưu tầm những cái bộ phim đoạt giải Oscar đó, những bộ phim mà tham gia đoạt giải Oscar, và cái thời gian đó là đang thịnh hành, em coi rất là nhiều. Lúc đó là Hiếu đã biết chơi nhạc cụ chưa? Dạ hoàn toàn chưa. Hai vợ chồng gặp nhau là lúc đó là anh Vũ là anh là đang nghiên cứu nhạc cụ, còn là em là hoàn toàn không dính. Lúc đó công việc của em là gì? Em làm kế toán. Người thì là nhạc công sưu tầm những cái nhạc cụ, còn người thì là kế toán, mà giao lưu với nhau trên một cái lĩnh vực đó là phim hoạt hình. Một cái thể loại dành cho trẻ em, nó không liên quan được gì cả. Ví dụ như là anh Vũ ảnh chia sẻ một cái bản nhạc hay là một cái tác phẩm âm nhạc gì đó, thì cô này ô âm nhạc hay quá vô comment thì có thể nó còn có một sự kết dính với nhau, đúng không? Cổ này nó không liên quan một cái gì cả luôn. Lâu không mới hẹn được gái thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt. Đầu tiên á em nhắn kêu kết bạn liền á thì là hình như là trong 1-2 ngày thôi. Cũng bắt đầu mà để lên Đà Lạt á phải nói chuyện tới 3-4 tháng á. Mà cái lúc đó là cái tình trạng như thế nào?
Ở đây là độc thân. Em vừa học ở ngoài Hà Nội về. À dạ. Đang độc thân vui tính đúng không? Đang độc thân thất nghiệp. Còn Hiếu thì sao nè, cô nàng kế toán. Em thì lúc đó là quan điểm của em là gần như là không quan tâm tới chuyện lập gia đình. Là em chỉ quan tâm tới công việc thôi. Rồi trò chuyện bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ở tại Đà Lạt? Cũng mấy tháng ạ. Tại sao em lại nghe theo lời mời của ảnh mà em lại lên Đà Lạt và em lại tiếp cận với ảnh? Có một chuyện không biết là chắc là ông xã đã quên rồi. Anh cũng thấy là cơ duyên gặp nhau không dính gì tới nhạc hết. Và em cũng là giữa hai người thì giống như ở hai nơi xa lạ. Và có một sự kết nối là do coi chung cái bộ phim. Ở ngoài ra tụi em nói chuyện gần như là rất là cởi mở với nhau. Vợ chồng có nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện cây, chuyện gió, chuyện chim chóc, chuyện thời tiết, chuyện đồ. Thì trong lúc đó thì tụi em có kể với nhau nghe về mình hay mơ những cái giấc mơ. Thì trong quá trình kể qua kể lại, bỗng nhiên em cảm thấy nó có một cái sự trùng hợp. Trong những giấc mơ của hai người có cái sự trùng hợp. Lúc đó em mới bắt đầu mới chú ý tới cái người bạn này. Nên là ảnh mới mời á, ảnh mời em lên Đà Lạt. Thì lúc đó em mới lên. Em lên vì cái nguyên nhân là em thắc mắc là tại sao mình có một cái sự trùng hợp với cái người này. Chứ em hoàn toàn không có hề là có ý định lên Đà Lạt. Không hề, em không hề đi từ nhỏ tới lớn, em chưa hề đi Đà Lạt luôn. Rồi, có nghĩa là trùng hợp với nhau vì có những cái giấc mơ từ bé cho tới lớn nó gần như là nó trùng khớp với nhau. Em thấy có một số giấc mơ nó trùng khớp với nhau. Và có thể là các bạn đã tìm được một cái sự là đồng điệu. Mà người ta đồng điệu trong cuộc sống, còn cái này là đồng điệu trong giấc ngủ. Đó, nó hợp lắm nha. Hợp mà nó hiếm lắm nha. Cái này mới quan trọng nè. Lần đầu tiên gặp nhau, nhìn thấy nhau ở ngoài đời, Hiếu có ấn tượng gì về anh Vũ này? Lúc mà mới nhìn thấy ảnh thì anh khoác một cái áo len mà có hình ngôi sao. Áo len đó, ngôi sao. Rồi xong rồi ảnh bước ra, ảnh đón em đang đứng chờ ảnh thôi. Vậy thôi à. Ấn tượng gọi là chưa có gọi gì là gọi là mạnh mẽ, nó bình thường. Lúc đó cũng vẫn có bình thường thôi. Thế thì Vũ có ấn tượng gì về Hiếu? Lúc đó là Vũ đã có một cái cảm tình gì đó nó đặc biệt với Hiếu chưa? Có chứ anh, trước đó là em nhắn tin rồi. Đại khái là khi mà bạn gửi mấy cái bộ phim qua á là em đã thấy quý. Có nghĩa là mình ngồi không, mình bán cà phê như vậy mà lại có người ở nhà rồi vừa đi làm rồi gửi phim cho mình coi là mình thấy coi như là mình mắc nợ rồi. Đó là vậy là em thấy là đã trân trọng rồi. Thời gian mà ở Đà Lạt của Hiếu là bao lâu? Hôm đó em lên thì có 1-2 hôm thôi. 1-2 hôm. Trong suốt 1-2 hôm đó là hai người đi đâu? Em đi chơi á. Đầu tiên là dựng như quán cà phê nhà em. Đó, xong rồi ra mắt mẹ em, giới thiệu cho mẹ em biết là ở đây là bạn ở Sài Gòn lên. Rồi mẹ em nói, vậy ăn cơm đi con. Rồi xong mẹ cũng dặn là con bao nhiêu tuổi, rồi nói ABC, vậy con vẫn kêu anh Vũ còn anh biết vô bài đó. Xong rồi chiều dẫn ra ngồi Hồ Xuân Hương á, ra công viên Vạch Sinh. Đó, thì từ đó có một cái năng lượng rất là thiên nhiên ngồi Vạch Sinh á. Có một cái năng lượng nó rất thiên nhiên ở ngoài Vạch Sinh. Chắc lẽ là mình nghe đến đây là quý vị cũng đang rất là tò mò. Cái ngày hôm đó là đúng ngày giỗ của ba anh Vũ luôn. Sau này em cũng hay nói là không biết có khi nào ba dẫn dắt cho mình gặp nhau không, cũng hay nói vậy. Nhưng mà là cho hỏi cái nè, tình yêu đã nảy nở trong cái chuyến đi đó không? Có cảm tình với nhau thôi, chứ chưa gọi là tình yêu đâu. Đã có va chạm gì nhẹ? Em không va chạm, nhưng mà bạn em va chạm. Bạn em va chạm em đi. Là va chạm sao? Bạn của em không? Bạn Hiếu. Ủa là ai? Bạn của em. Trời ơi. Thôi kể luôn đi, cái bạn đó cũng tên Vũ thôi. Để em kể. Là bữa đó đi chơi tới 2 giờ sáng. Tại vì ảnh với những người bạn của ảnh là ngồi uống rượu và đánh đàn chơi hát. Em thấy rồi, người Đà Lạt rất là dễ thương. Em cũng người trong người em thì thật ra kế toán nhưng em cũng có cái máu nghệ sĩ nữa. Ngồi đàn hát thì em cũng đàn hát rất là vui vẻ chơi với mọi người. Thì tự nhiên cái người bạn của ảnh chắc là có ấn tượng tốt gì về em đó. Cái mới qua bạn, em nhớ là bạn đã hỏi anh Vũ là Vũ ơi, bạn của Vũ dễ thương quá này kia, cho mình xin là hôn bạn một cái. Em đứng hình. Trời đất ơi. Thì em biết em đứng hình, em nhìn ảnh thì em biết ảnh sao đó. Cái ông kia ông lại không có chấp má em cái, em đơ luôn. Mà xong em giả lơ chứ không thôi mình đâu có biết làm gì nữa. Vũ thấy không? Em thấy á. Còn phản ứng của Vũ là sao? Em không kịp chụp nữa. Mà lúc đó mới quen nhau biết làm gì. Còn ông này thì tự nhiên một lát sau ổng thắt quay lại thấy ổng đã mất tiêu. Tại vì lúc đó ổng nóng lên rồi. Cái xong rồi em thấy có tin nhắn trong điện thoại á. Nhắn đó là mình bị quên rồi gì đó. Thì em nói ủa lúc đó không thấy ổng đâu hết. Cái xong em đi ra ngoài em thấy ổng ngồi mình ở ngoài. Quê chứ. Quê. Nó vừa quê mà vừa bị tổn thương nữa. Rồi, chút nữa sẽ tới một cái phần mà Quốc Thượng cũng như là khán giả rất muốn biết. Đó là cái chuyện tình của các bạn diễn tiến ra sao. Tình yêu nó đơm hoa kết trái
nó đẹp như thế nào, nó thơ mộng như thế nào như tại mà thành phố mà chúng ta đang sống, đó là thành phố Đà Lạt. Mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của hai nghệ sĩ đường phố, đó chính là Vũ và Hiếu. Một cái giai điệu âm nhạc nó thật là ấn tượng ở tại nơi đây nha. Trong một cái không gian như thế này, vừa mát rượi như thế này, và bên cạnh đó là một cái ly cà phê và đối tình nhân này nữa. Không biết trong một cái không gian như thế này thì chúng ta nên trò chuyện về cái vấn đề gì ạ? Em hát luôn. Ồ, được, hát luôn đi. Rừng núi ơi, bao la bát ngát mây bay bay quanh rừng núi, tiếng suối reo bên tai, đường xương trắng phủ ra, nắng chiếu long lanh mặt nước hồ xanh. Dần hơn làm gì để nghe tiếng chim kêu, đến đây để mong ngày trở lại. Anh thích nhất cái câu mà dần hơn làm gì để nghe tiếng chim kêu. Tại vì khi mà chúng ta giận hờn, chúng ta để một cái gì ở trong tâm hồn, lúc đó là mình sẽ không có đủ nhận thức rằng là tiếng chim kêu nó hay như thế nào, và nó lãng mạn ra sao. Tại giận hờn mà đâu có thể cảm nhận được, lúc đó là chỉ có giận thôi. Cho nên thôi đừng giận hờn, để chúng ta được thưởng thức những cái gì nó hay, những cái gì nó tuyệt sắc trong cái không gian mà chúng ta đang ngồi, giống như ở đây vậy đó. Thôi bây giờ với không gian này, anh đề nghị là chúng ta sẽ trò chuyện đến cái phần đó, chính là phần tình yêu đi. Sau khi mà Hiếu lên Đà Lạt về thì cái chuyện tình của các bạn nó tiếp diễn ra sao? Sau khi gặp nhau thì do cảm nhận là ảnh là một người rất là ga lăng, chàng trai Đà Lạt rất là nhẹ nhàng, và cái ấn tượng rất là tốt rồi. Và sau đó là khi mà em về thì ảnh có hẹn là ảnh sẽ xuống Sài Gòn thăm, và chưa biết là hẹn khi nào. Và sau đó là ảnh có xuống Sài Gòn, em có ra đón ảnh ở bến xe là chở ảnh. Bữa đó mình ăn cái món gì, ăn món gì cần chỗ luôn. Dạ vâng ạ. Khi mà nhìn thấy Vũ ở tại cái bến xe khách như vậy thì cái cảm xúc của Hiếu ra sao? Thấy vui thôi ạ. Tức là em thấy vui là ảnh đi xuống Sài Gòn thăm mình, gọi là kiểu mà mừng xúc động, kiểu như phim đồ này kia là chắc không có đâu ạ. Có, em có nhớ một cái là ảnh nói là chạy xe như bay á. Vậy ha. Tức là em ở Sài Gòn em chạy xe Honda, em chạy nhanh lắm, em chở ảnh em chạy xẹt vậy nè. Còn ảnh thì ở Đà Lạt người ảnh chạy xe chậm từ từ, đúng là ảnh cũng chậm rãi, còn em thì làm ào vậy đó. Em dự đoán cho nó khoảng bao nhiêu cây số bây giờ? Tốc độ thì nó cũng tầm, chắc nó nằm tầm 30-40 thôi. Mình quen với cái nhịp sống rồi, cái xe cộ đó mình quen thường, dường như là cái xe nó gắn liền với mình rồi, kiểu vậy. Cho nên là đường thì rất là đông, nhưng mà mình nhìn là mình chạy là cả giống như không có sự cản trở hết, mình làm nó nhanh. Thì ảnh thì sẽ không quen với cái nhanh như vậy. Anh không kêu đâu là em ơi chạy chậm hay gì hết, anh chỉ nói là mình chạy như bay vậy ha. Anh nói vậy đó. Dạ, chạy như bay vậy ha. Em nhớ rồi, em thấy tại vì cái con đường quá trời người đi á, mà mình chạy nhanh thì mình cũng lo. Thì không lo xe mình, lo xe người ta nữa, thì ý là vậy đó. Rồi đến khi nào mới chính thức tỏ tình anh, với nàng? Anh Quốc Phụng biết không, tức là anh tính của anh Vũ không có giống như mình nghĩ cái kiểu mà nó phải có trình tự vậy đâu. Tính của anh là nó mọi thứ nó tới rất là bình thường, nhẹ nhàng. Cái tình cảm tự nhiên nó tới như vậy, chứ không có gọi là tỏ tình hay là thậm chí cầu hôn rồi gì hết. Vậy thì cái cột mốc nào là chính thức hai bạn là người yêu của nhau? Tụi em nói chuyện với nhau thì cũng có đề cập tới vấn đề là lập gia đình. Em cũng có nói là mình tuổi tác nó chênh lệch như vậy thì ai liệu gia đình hai bên nó mẹ anh không đồng ý thì sao, gia đình em nữa. Thì khi mà nói chuyện vậy thì có nói là cái hai người ngồi cũng nói đâu có gì đâu ta, vậy thì mình tự tổ chức đám cưới là mình mời cha mẹ hai bên tới vợ. Xí, nói tới chữ trên lệch tôi mới để ý. Em cái chuyện trên lệch, còn bên này là 87 thôi. 87, nhưng mà cái thời gian đầu có biết không?
lúc mà lên mạng comment mà nói chuyện qua lại chưa gặp nhau à. Thì em có vô Facebook của cái người bạn này em xem. Nhìn già lắm anh ơi. Nhìn già lắm anh ơi. Hồi đó nhìn già hơn bây giờ rất là nhiều luôn. Tóc mà dài mà để như cái củ tỏi trên đầu á. Mặt nhăn 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 nhăn. Cứ nói trời cái ông gì mà ông già dữ vậy. Lúc đó em còn nói ông già dữ vậy luôn. Sau đó là em biết rồi, em sinh năm 87 thôi. Cái em mới sửa lại, em mới nhắn là ôi bạn ơi, bạn biết mình sinh năm bao nhiêu không? Mình sinh năm 79 lần đó. Ý là em có nhắc cho anh biết là em sinh năm 79 để biết là cái khoảng cách đó là anh phải kêu mình bằng chị. Ổng cứ kêu em thôi. Cái xong em nói thôi kệ, ổng không quan tâm thì thôi. Cứ xưng anh em như bình thường luôn. Bởi vì lỡ trước đó đã xưng anh em rồi. Nhắc lại cho nhớ vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề tuổi tác như vậy á thì nó có ảnh hưởng đến cái chuyện mà hai đứa coi như là tiến xa hơn không á? Thì khi bởi vậy nên khi lần đầu tiên em lên Đà Lạt gặp thì mình cũng e dè, cũng giữ ý giữ tứ này kia. Các bậc phụ huynh có biết không? Coi như là bên ảnh là ảnh tự lo, bên em là em tự lo. Nghĩa là em đưa ra cho ảnh một thách thức, anh phải tự về anh xin với mẹ anh sau đó và mẹ anh phải đến gặp ba mẹ em, cưới hỏi đàng hoàng thì mới là vợ chồng được. Ảnh đi về cái anh nói chuyện mẹ anh, sao anh dắt mẹ anh xuống nhà anh luôn. Nhanh không? Nhanh lắm, rất là nhanh, tầm 2-3 tháng. Nhanh đó. Dạ, tức là tụi em gặp nhau tính ra là tụi em nhẫn cũng khoảng 6 tháng là đã cưới nhau rồi đó anh. Vũ, cho anh hỏi nè. Em về em nói với mẹ em về cái việc mà Hiếu lớn tuổi mình vậy đó. Thì mẹ có phản ứng không? Ngày đầu tiên là mẹ em nói rồi. Mẹ em hỏi con tên gì, con sinh năm bao nhiêu. Mẹ rất hiền. Còn về bên Hiếu? Em ở nhà thì nhà em sốt ruột. Nhà dòng họ ai, bạn bè ai cũng kiểu lớn tuổi rồi. Tại lúc đó em 38 tuổi rồi. Cái khi em về em nói là em chỉ nói với ba em là ba, con chuẩn bị lấy chồng đó nha. Ba em thì kiểu biết em là sống kiểu tự lập rồi. Chứ không có gọi là không có dựa dẫm gì hết, là tự quyết định. Như là mẹ em với ba em là con quyết định sao là con phải tự chịu trách nhiệm với cái cuộc đời của mình. Lúc đó em cũng không hiểu, có thể là ba thấy là con mình sắp lấy chồng rồi thì tự nhiên cảm thấy vui vậy thôi, chứ ba không có lo lắng. Hai đứa cưới nhau đó thì nó có gặp những cái trục trặc, những cái sóng gió gì không? Em nghĩ là nó rất là êm đềm á. Tức là nó trơn tru, nó bằng phẳng, nó không có sóng gió gì hết. Dạ đúng rồi. Đúng không? Và sau đó là bắt đầu là đám cưới. Dạ. Là về ở chung. Dạ. Đúng không? Thôi bây giờ nè, về sống với nhau chung một mái nhà ra sao? Thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với phần về chung một nhà, và họ có những câu chuyện về vỡ mộng hôn nhân như thế nào và tật xấu của đối phương ra sao. Mời quý vị cùng theo chân Quốc Thuận và vợ chồng Hiếu và Vũ về nhà. Có tiếng chuông tên tên không? Kính thưa quý vị, bây giờ thì Quốc Thuận đang ngồi ở tại tổ ấm của Vũ và Hiếu. Đây sẽ là cái giây phút mà chúng ta sẽ ngồi tâm sự với nhau, cũng như là chia sẻ với nhau về những câu chuyện mà sau khi các bạn đã thành vợ thành chồng về sống chung với nhau. Sau đám cưới thì là hai vợ chồng là lên đây ở luôn? Dạ không, ở Sài Gòn. Tại vì lúc đó công việc của em là công việc đang ổn định, bản thân em suy nghĩ là thấy không nên để chồng mình ở trong nhà mình, nên là em mới nghĩ là ra ngoài thuê cái chỗ gần chỗ làm ở thuận tiện hai vợ chồng hơn. Nhà thì mình lâu lâu mình về mình chơi thôi. Anh hỏi Vũ nè. Dạ. Chắc là giai đoạn đầu cho em cũng rất là khó khăn để mà hòa nhập được với cái nhịp sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Tại vì em có cái hướng rồi. Vừa cưới nhau á, là cái điểm chung nó là một cái nhạc cụ mới. Như em nói là cái nhạc cụ của Thụy Sĩ đó, cái tên là Hang Room. Thời gian em ở nhà Hiếu á. Em mang xuống Sài Gòn? Dạ đúng rồi. Hiếu đi làm, em chỉ có ngồi trong phòng, em trốn trong phòng và em tìm cách làm sao cho nó ra cái âm thanh. Đây gọi là Hang Room. Ban đầu đánh nè, nó không ra âm thanh. Em chơi cái này thì ra ngoài nhà thờ Đức Bà thì gặp một cái chị đó, chị bên hội thiền á. Chị nghe cái âm thanh này xong chị nói với em là cái này em nên chơi trong nhà thờ chứ không phải chơi ở ngoài đường phố. Xong em nghe em cũng hạnh phúc mà rung cảm. Chị cho em cái con tắc, cái em đánh hòa nhạc thiền, thì một thời gian sau thì em quen. Em ở dưới Sài Gòn là bao nhiêu lâu? Hai năm. Trong thời gian trong suốt 2 năm đó em em phụ vợ như thế nào? Em thì đi làm kế toán trong ngân hàng, còn ảnh là nghiên cứu và ảnh mang cái trống này ảnh đi thăm, ảnh cố gắng là ảnh đi làm tham gia mấy cái hội thiền ta mời á. Dạ là cũng có, sẽ có cái thu nhập. Em cũng có nói là anh cứ an tâm nghiên cứu. Nhắc tới nhạc cụ anh phải nhớ nha, lúc đầu tiên anh tìm gặp hai vợ chồng ở đường Hầm Đất Sét á, anh thấy là Hiếu cũng biết chơi nhạc cụ luôn. Ảnh vậy thì ông thầy này lúc mà ông dạy ông có khó khăn không? Cái thời gian đó giống như dạy, kiểu như dạy chơi chơi thôi, nghĩa là chưa có xác định là em đi theo nghề đó, tại em có nghề riêng rồi. Khi nào hai vợ chồng mới gọi là song tấu với nhau?
khi chuyển lên Đà Lạt. Tại sao hai vợ chồng về ở dưới Sài Gòn sống? Vợ cũng có công việc ổn định rồi, chồng cũng có một công việc ổn định với cái nhà cũ. Vậy thì tại sao hai vợ chồng lại quay trở lại Đà Lạt sinh sống? Hai vợ chồng đang gọi là ảnh hưởng đến cuộc sống của mình á, thì tự nhiên là em nhận được tin của em gái của ảnh nè, nói là chị ơi mẹ chắc không xong rồi, mẹ chắc không sống được. Nó vừa nói vừa khóc, em cũng quản hồn hỏi chuyện gì. Nó mới kể ra là tại vì mẹ đi mổ bú cổ và mẹ bị hôn mê mấy ngày nay không tỉnh dậy luôn. Em nghe xong nhưng mà em không có dám nói với ảnh. Cái xong em nói anh ơi, ngày mai mình đi Đà Lạt chơi đi, đi liền đi. Thế là hai vợ chồng dắt xe ra cái trống chạy lên Đà Lạt. Lúc đó Vũ có linh tính không? Dạ, em lo về thôi. Về nhà thì biết mẹ. Biết, đúng rồi. Như vậy thì lúc đó sao Vũ? Dạ, em buồn, em khóc. Lúc mà lên thì lên tới nơi thì là mẹ dạng cũng được về nhà, nhưng mà cái cổ bị ấy, nói chung là nhìn nó không còn được nguyên vẹn nữa. Thế là lẫn khóc. Thấy cái đường may á. Xong rồi em nói bạn với chồng thôi, anh ở nhà chăm sóc mẹ, tại em còn công việc đó em không ở lên đây được. Anh thay em không chăm sóc mẹ được thì anh cứ thay em ở trên đây. Phụ cái gì em phụ. Phụ bằng cách khác. Thì em về nhà lo công việc, sắp xếp công việc này kia. Cái thời gian hai vợ chồng mỗi người một nơi như vậy á là trong khoảng bao lâu? Em nhớ mấy tháng. Mấy tháng. Nhưng mà tại sao em lại quyết định coi như là lên đây ở với chồng luôn? Dạ một thời gian mà cứ đi đi về về. Thì mỗi lần mà cứ cuối tuần em lên thì ảnh dẫn em vô trong đó chơi. Thì có một lần ảnh nói là lên đây đi. Em nói em cứ nghĩ là mình lớn tuổi rồi, mặc dù là mình làm việc có thâm niên trong ngân hàng, nhưng cái ngân hàng của em nó không có tên đây. Rồi câu em sẽ rất là khó xin việc làm. Mình kia ảnh nói lên đây đi anh nuôi. Em cũng có về suy nghĩ và thì sau đó thì cũng cứ đi đi về về thì cũng mới biết, cứ em suy nghĩ là hơi cái gia đình nó quan trọng hơn, đó là mới quyết định đi lên trên đây. Thật ra thì mặc dù rất là nhiều những cái cơ hội, dạ, và ổn định cho cuộc sống không chỉ cho em mà cho cả chồng luôn, dạ, nhưng mà thật ra mà nói là đã là vợ chồng nghĩa tàu khang, dạ, thì chồng đâu vợ đó, dạ, đó. Ở lên đây bao lâu thì có em bé? Thì em lên là tháng bảy hai mười bảy. Thì tới 2019 bắt đầu có bầu á. Là 2 năm sau mới có bầu. Dạ. Chắc chắn là không mừng rồi. Nhưng mà anh hỏi Hiếu nè. Tại lúc đó là em cũng gần 40 rồi đúng không? Dạ, sinh bé là 40 đó. Đúng rồi. Và với một người phụ nữ ở cái độ tuổi đó mà mang thai có em bé, tâm trạng của em nó như thế nào? Em là em lo mình vấn đề sinh con nó khó khăn. Tại vì mới là lớn tuổi rồi em lên mạng coi những cái thông tin là mình sinh con là như thế nào, phải như thế nào đó. Tụi em tự lo hết về vấn đề đó. Vũ ơi, dạ, khi mà biết là mình chuẩn bị có con á, rồi lúc đó cái cảm xúc em sao? Em hoang mang. Rồi sao? Cái gì mới thì vui. Nghĩa là vui đúng không? Nhưng mà bên cạnh vui đó có lo không? Có sợ không? Dạ có. Sợ là vợ không sinh được thôi chứ. Anh không muốn có con. Tại vì em nói là sợ em lớn tuổi rồi sinh rồi có chuyện gì này kia, phải lớn tuổi rồi sức khỏe yếu. Từ lúc về ở với nhau rồi đó, có những cái chuyện gì mà đối phương của mình á, người bạn đời của mình á, nó quay phắt 180 độ luôn. Đó, nó không có như hồi lúc yêu nhau. Bây giờ hỏi Vũ trước đi. Em thì lúc đầu tiên tới giờ vẫn vậy, là lái xe rất ẩu. Từ đây mà chở em vô tới chỗ làm á, là em ngồi sau là em bám em sợ, kêu là chạy qua cua phải ngó, nghĩa là có lúc phải cãi nhau ở trên xe, chạy sát cái con lươn đó. Em nói là chỗ đó là dễ đinh nhất à, thì em sợ vậy đó. Đó, em rất lo đó. Đặc xấu thứ nhất là chạy xe ẩu nè, còn cái gì nữa không? Trong lúc làm việc á, à, em nói là tập trung để nghe, để hòa theo nhạc, mình chưa kịp hòa cứ quay qua nói với em ABCD rồi đang nói tập trung đi cứ anh nói đi. Rồi thành ra là ý là em nói là nó nhiều vậy không có chịu tập trung làm. Như vậy là lòi ra hai tật xấu lần. Một là nói nhiều, cái thứ hai nữa là không hợp tác, có lớn tiếng với chồng không? Cái âm lượng của vợ em á thì đã cao là người con gái rồi, thì nói thì chóc vót lên trên là cái chuyện nó nói to hơn em thì em nghe thôi, đó là nói lớn tiếng hơn rồi. Vậy những cái tật đó, những cái tính đó nếu như cần phải thay đổi để cho mọi thứ nó sẽ hoàn hảo hơn thì em mong muốn Hiếu thay đổi điều gì? Ngồi làm im và tập trung làm thôi. À, cái điều mà Vũ mong muốn là gì? Là khi vào công việc rồi, cái thời gian mà để mà phục vụ biểu diễn là phải tập trung. Dạ. Còn có mong muốn gì nữa không? Đó là cái tôn trọng khách rồi, đó là thì em quá hạnh phúc. Rồi, ok, bây giờ tới em đó.
Dạ. Ổng có những cái tật xấu gì? Cứng nhắc với em quá, em là vợ ảnh. Nhưng mà ví dụ như trong cương vị công việc thì ảnh không coi là vợ, mà đó là đang là đồng nghiệp, đang là học trò. Do nó chưa phải là chuyên môn của em nên gọi là em chậm. Mỗi lần mà trật nghiệp, mỗi lần sai thì sao? Thì ảnh cũng khó chịu nên nhiều khi em cũng bướng bướng lên. Rồi. Đó là có gây nhau một chút vậy thôi. Ổng có bừa bộn không? Có ở dơ không? Có hút thuốc không? Ổng thì ảnh thì không phải là người bừa bộn. Hút thuốc thì em cho phép hút thuốc rồi. Nói là đàn ông cũng phải có cái này cái kia thôi, hút thuốc. Có nghĩa là cho phép hút trong một cái giới hạn, đúng không? Có nói là vừa vừa thôi, đừng có để riêng quá. Dạ. Vậy thì em bây giờ em mong muốn Vũ thay đổi điều gì? Mong muốn là anh sẽ tận tâm dạy cho em nhiều hơn và cố gắng đừng có cứng nhắc quá. Và em cũng sẽ, tại bản thân em cũng đang cố gắng để học. Cũng nhớ em cũng là vợ của ảnh vậy, chứ không phải đồng nghiệp. Thật ra có cái này mình muốn chia sẻ với Vũ. Dạ. Khi một người phụ nữ người ta đã bỏ hết tất cả những sự nghiệp, bỏ cả gia đình để mà theo mình lên trên này, để bắt đầu với một cái cuộc sống mới, và đặc biệt là với một cái nghề nghiệp mới, thì chắc chắn là người phụ nữ đó đã phải hy sinh rất là nhiều. Mình đã phải hơn cái người bạn đời của mình một chút xíu rồi, đúng không? Tại vì đây là nhà của mình, đây là công việc của mình, đây là cái nhịp sinh học của mình ở tại cái thành phố Đà Lạt mình. Cho nên anh nghĩ là có những cái nhẹ là chút xíu, phải đồng cảm và có một cái sự trân trọng cái người học trò, người vợ, người bạn đời của mình, người đồng nghiệp của mình. Cái mong muốn của Hiếu, anh nghĩ nó cũng đúng. Và anh mong rằng là cái sự kết nối từ âm nhạc này sẽ giúp cho vợ chồng Vũ Hiếu sẽ ngày càng phát triển, ngày càng thịnh vượng hơn. Trước khi mà mình kết thúc chương trình thì anh nghĩ là Hiếu có điều gì muốn nói với ba mẹ hay không? Hôm qua cái chương trình hôm nay thì con cũng gửi lời để cảm ơn ba mẹ luôn luôn tôn trọng những cái quyết định của con, và đồng thời là con biết ba mẹ luôn mong con sống vui vẻ hạnh phúc, nên là con sẽ không có phụ lòng của ba mẹ, và con cũng mong ba mẹ cũng khỏe mạnh, tin tưởng vào các con của mình. Ngày nào thì ba mẹ cũng gọi cho Hiếu thì cũng gặp thì con cũng vui rồi, và nếu mà nói để cảm ơn thì cảm ơn hết tất cả mọi người luôn. Dạ, mong mọi người nhiều sức khỏe và an lạc hàng ngày. Rồi, trước khi dứt lời thì Quốc Thuận cảm ơn hai vợ chồng ngày hôm nay đã chia sẻ những câu chuyện rất là hay, rất là nhân văn, rất là ý nghĩa. Và đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son cũng đã hết. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Vợ Chồng Son được phát sóng vào lúc 22 giờ trên HTV7. Còn bây giờ, trước khi chúng ta tạm biệt thì Quốc Thuận xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với một phần biểu diễn của cặp đôi vợ chồng Vũ Hiếu. Giống lắm luôn á. Nó nghe là có ai nói hai vợ chồng em giống nhau không? Dạ nhiều người lắm rồi á. Nhiều lắm. Giống lắm luôn á, sao lạ lùng vậy trời. Chào mừng hai anh em Kim, hai vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hai trong một. À, hai anh em Kim, hai vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Dạ. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận và khán giả đang xem chương trình truyền hình Vợ Chồng Son. Con tên là Trương Diệu Từ, năm nay 27 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là con là nhân viên kế toán. Kế toán. Chào Tần. Rồi tới con. Dạ Từ. Từ hả? Dạ Diệu Từ. Diệu Từ. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thanh Tuấn, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại con đang là lái xe. Dạ. Tuấn Từ. Dạ. Tuấn Từ. Thuận. À. Tá. Tuấn vẫn tờ không ạ? Tuấn Từ Tuấn, Thuận. À. Từ Thuận. À, ba tờ. Dạ. Ủa nó nghe nè, con lái xe gì? Dạ con lái xe du lịch. Thế hả? Dạ. À, chắc đi thường xuyên nghe, đi nhiều à nghe đúng không? Dạ đúng xe rồi. Xe du lịch là phải đi nhiều rồi. Nhiều. Dạ, đúng chắc rồi. Mình này chắc ghen lắm không? Dạ. Chứ con không ghen gì mấy. Thôi để chút mình vô hỏi sâu. Hỏi sâu nha. Thôi bây giờ Tuấn Từ.
Sao bây gặp nhau được ta? Kể không nghe lẽ coi. Giờ đoán nữa. Hồi không đoán đâu ơi, đoán chặt lất hoài, suối hoài. Suối sâu mà mắng vô mặt tôi. Ừ, tôi đoán. Sao đoán nào? Thì bé này đi du lịch. Trúng cái xe của cô này nó lái. Đúng lái không? Xe thấy gặp thấy. Lái xe tự nhiên coi như nó bước lên xe cái trời mình quá vậy? Sao giống em mình quá vậy? Sao giống mình quá vậy? Hả? Rồi hai nhỏ kia cũng hả? Sao cho tài xế giống mình y chang vậy? Để cái tâm nhau. Sự với nhau, tâm sự với để nhau. Để nhau sau cái chuyến xe đó để nhau. Rồi. Đúng không? Đúng không? Dạ không. Dạ. Hai chị em mình không có dính gì. Làm thầy bói được. Rồi sao thôi giờ hai đứa kể đi. Dạ, dạ tụi con á, trước đây là học chung năm cấp 2, xong rồi bẵng đi 10 năm, không có liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện gì hết. Gặp lại nhau trên Facebook, ảnh thấy hình của con trên Facebook á, xong rồi ảnh mới inbox con làm quen. Cái con lúc đó là con chỉ xin thôi, con không có trả lời gì hết. Ảnh cứ nhắn tin liên tục, nhắn hoài luôn á, sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, tối nhắn. Cái tới cái bữa con buồn thiệt. Cái xong con mới trả lời tin nhắn. Cái bắt đầu hai vợ chồng con mới tâm sự với nhau. Thì hẹn nhau gặp mặt. Rồi. Ủa Tấn, dạ. Chú hỏi con nè. Ủa sao con lại gặp cô này của bạn cũ lại nhắn tin coi như là nhắn tin liên tục vậy? Đâu, nhưng mà lúc đó tình trạng biết là bạn của cũ con không? Như thế nào? Dạ biết chứ. Lúc đó biết là bạn cũ cho nên mới nhắn tin liên tục đúng không? Lúc đó thì đang lái xe, đang đi công tác. Nhưng mà chú hỏi nè, con nhắn cho nhiều người cùng một lúc hay là con chỉ nhắn cho mình cổ thôi? Mình ơn bé từ thôi. Nhắn cho mình ơn mà lý do gì mà con lại thả tin nhắn nhiều đến như vậy trong khi người ta chỉ có tin con thôi? Ông lúc đó thì đang chạy lái xe mà đang ngồi đợi khách thì con lướt Facebook á, con thấy cổ đăng hình. Thì con vô mới thấy bạn quen, bạn cũ thì mới vô mình mới thả tim. Rồi mình nhắn comment lên. Thì bẵng mấy ngày sau thì cổ mới trả lời. Lúc bà buồn đó. Đúng luôn á. Nhưng mà lúc đó con có bồ chưa? Dạ chưa. À lúc không con chưa có bồ. Dạ. Lúc còn Từ thì sao? Dạ lúc đó con cũng chưa có bồ. Kiểu là con lúc đó con cũng không có tin vô cái chuyện tình yêu á. Cho nên là ai nhắn tin nhắn thích thì trả lời, không thích thì thôi. Vậy đó hả? Nhưng mà bữa đó con buồn gì mà con trả lời Tấn vậy? Dạ tại con đi làm á, xong rồi con có một số chuyện á xảy ra trong công ty cái con ép. Dạ đúng rồi. Con buồn quá con mới nhắn tin nói chuyện. Cái mà hồi đó ấn tượng trong ký ức của con á là chồng của con ốm nhom nhách chắc bằng 1/3 bây giờ, xong rồi hay đánh lộn trong trường, rồi hay bị mời xuống bàn giám thị cá biệt đó, kiểu dạ cá đúng biệt rồi đó không? Hay gặp chung với nhau với bạn bè giám thị á, chú Quốc Thuận. Hai đứa con gặp nhau cái xong mà ghét nhau lắm, ngồi sau lưng bàn của con nữa, xong rồi mỗi lần quýnh lộn á là đẩy cái bàn lên. Cái con nói hà với bạn con á là xui lắm, xui ba đời lắm mới lấy chúng ổng á. Nghĩ sao á hà, học không là học tới ngày quýnh lộn rồi hà gặp cô chủ nhiệm con bắt kèm học thêm nữa. Cái con ghét con đâu có kèm đâu, con cứ hà mỗi lần chỉ bài á là con cầm cái giấy con đánh vô đầu. Sao ngu quá vậy? Chỉ hoài không hiểu hả? Trời ơi sao tội nghiệp ông bà con ba đời quá vậy không biết nữa. Có nghĩa là trời. Ông bà mình nói ghét của nào trời trao của nấy là đúng luôn á. Thiệt lúc đó là nghĩ trong đầu rồi đúng không? Con ghét lắm. Trời ơi, nào xui lắm mới lấy nhầm này đó. Xui ba đời lắm. Tại cô Hồng Vân biết không, lúc đó là hà chồng con trong đội tuyển á, hà điền kinh của trường á. Cái xong mà được thầy thể dục thương á, cái lúc nào hà cũng chảnh chẹ đúng không? Chảnh chẹ. Con ghét lắm. Mà không phải là ảnh không chịu học không được nha, mà cái kiểu là trong giờ học á thì cứ bắt đầu hà lấy đồ giật tóc con, đánh phá. Con phá. Mà ghét cực kỳ luôn. Nhưng mà lúc đó Tuấn ghét nhỏ này hay thích nhỏ này mà chọc người ta vậy? Dạ. Chắc khoái đúng không? Không có, tại trong lớp trong trường mà mình đi mình chọc hết người này tới người kia vậy. Vậy đó hả? Thầy chọc ông... dạo vậy đó hả? Dạ. Thầy ổng cá biệt. Ổng cá biệt. Nhìn kỹ đi, ổng giống như trai em vậy đó. Đúng không? Ổng giống như trai anh vậy đó. Bây giờ em hình dung cái cảnh nhỏ ngồi siêng năng học thì... đó đúng rồi đó cô Hồng Vân, đúng không? Đi chang luôn mà không đánh lại nó. Đúng rồi, nó giỏi đánh lộn quá mà làm sao mình dám làm gì nó đúng không? Lúc đó là con chỉ đứng tới nách của ảnh thôi đó. Thấy chưa, trời ơi đánh lộn quá mà. Cho nên anh nói nè, cho nên chú nói nè, cho nên là sau khi gặp lại nhìn thấy cô gái này. Dạ. Có nghĩa là cô ấn tượng với mình quá từ cái thời đi học rồi. Cho nên chính vì vậy con mới chủ động, con mới làm quen và muốn gặp cổ. Dạ, gặp rồi. Lại cổ đúng không? Dạ lúc đó tại vì do mình lướt mình thấy hình thì nó cũng dễ thương, lúc đó mình chưa có người yêu nữa. Thì mình mới nhắn tin vô cho cổ. Đó thì mình mới kêu là sao hôm nay từ mặn mà vậy.
Mặn mà đâu, đậm đà. Đậm đà. Lần đầu tiên gặp con xong chở con đi vòng vòng chơi, nói là khen con đậm đà. Cái con hỏi, ủa đậm đà là sao anh? Cái nói, chai nước mắm đậm đà em. Trời ơi, con nghĩ trong bụng, ai đời mà đi cô gái mà kêu người ta hay như chai nước mắm vậy? Ờ, khen người ta là nước mắm á trời. Ờ, kỳ cục thật ghê luôn. Thật sự luôn, ông Tuấn này thiệt á. Cũng may đó nghe, ông không có so sánh con á, là coi như là giống như chai dầu ăn á. Không, lúc đó con ốm lắm chú Quốc Thuận, lúc đó con có 57kg à. Còn bây giờ con tới 67-68kg lận. Là từ lúc quen ảnh là lên ký đều luôn. Rồi bây giờ kể tiếp cái câu chuyện nè, sau khi nhắn tin rồi hẹn hò gặp nhau thì bao lâu mới gặp? Dạ chắc khoảng 2 tuần á. 2 tuần mới gặp nhau. Dạ, đúng rồi. Lần đầu tiên con gặp lại người đàn ông này, một cái thằng mà nó hay nắm đầu con hồi đó đó, thì con thấy con cái ảnh có cái gì có thay đổi không? Và có ấn tượng gì gì cái thằng mà nó hay giật đầu con sợ bị đánh á. Tại vì hồi đó con chửi quá trời mà lúc đó ốm, còn bây giờ á bự ơi là bự luôn, xong rồi á hả con sợ tôi chết rồi, gặp rồi không biết có đánh lại con mấy chuyện cũ đánh lại con không. Mà ai vậy, nói chuyện dễ thương hiền khô à. Cái xong rồi kêu ảnh hello em chào anh, lâu quá không gặp. Cái xong á ảnh cũng cười không mà không nói gì hết trơn á. Rồi xong rồi sau đó là coi như sau cái lần đó là coi như quyết định là cua bằng được thì thôi đúng không Tuấn? Lúc đó thì con cũng nói chuyện bình thường thôi, thấy cũng nói chuyện cũng hợp ở trên tin nhắn rồi. Thì ra mình hẹn hò nhau, mình hẹn cà phê vài lần thì cũng thấy nói chuyện cũng thấy có vẻ hay. Hợp chúng cái gu của mình đang muốn kiếm. Cho nên quyết định cua luôn. Dạ, cua nhỏ bạn. Cua nhỏ bạn. Nhưng mà khó không Tân? Khó. Dạ, cũng nó khó cũng khó mà cũng dễ mà. Đâu cua kiểu nào bây giờ, chiến lược của con là con cua kiểu nào? Con chia sẻ coi. Thì con cũng nói chuyện rồi mà mình hiểu được cái tâm lý của chị á. Mình có đón đúng vô cái tâm lý của chị. Xong rồi bị siêu lòng. Rồi lâu ngày cái là nó sao con sơ hở gì vậy cho ta nắm tâm lý vậy? Cô Hồng Vân chú Quốc Thịnh biết sao không? Lúc mà cua con á là sáng qua chở đi làm, trưa chở đi ăn, chiều chở về, tối đi đâu chơi chở, coi như là 24 tiếng ngoại trừ 8 tiếng con đi làm ra là ảnh túc trực bên con luôn, con không đi đâu được hết trơn á. Con muốn đi chơi với bạn, ảnh cũng qua ảnh chở con đi chơi với bạn, xong rồi ảnh sẽ ngồi quán cà phê đợi con, xong rồi chở con về. Đó. Như vậy đó. Là chắc chắn là con cũng phải có cảm tình với ảnh. Cái chiến lược bảo bọc thì đã thì sao đi kiểu không, đó lúc chứ. Đó là con chưa có cảm tình gì hết, con chỉ muốn là chơi cho ý là quen chơi cho vui thôi, kiểu giống như có người bầu bạn rồi nói chuyện, có người chở đi chơi này nọ. Lợi dụng nó đúng không? Không có lợi dụng, mình có tương tác, không có lợi dụng. Bao lâu thì con yêu anh này, anh Tuấn? Chắc cũng 2-3 tháng đó, con mới bắt đầu siêu lòng nhiều. Mới đầu là chỉ là thích thôi, xong rồi thương rồi sau này mới yêu. Chú hỏi thật lòng, con có nhớ là cái câu nói ngày xưa con nói là là ai xui là ba đời mới lấy cái thằng này? Con quên nhớ luôn đó chú Quốc Thịnh. Xong rồi tới lúc mà con gặp lại bạn của con á là cũng chơi chung với ảnh luôn á, là bắt đầu bạn con chọc đó, mày thấy chưa, hồi đó mày nói hả xui ba đời lấy chúng ổng, bây giờ mày lấy rồi đó, mày chưa sáng mắt mày chưa. Coi như là lúc mà gặp là quên câu đó rồi. Bây giờ nè, khi bắt đầu mà tụi con yêu nhau rồi là sau 4-5 tháng sau đúng không? Dạ không. Là con mới yêu bạn này. À đúng rồi. Đúng không? Là con mới có cảm tình với bạn này. Ừ. Là lúc đó là con có cho bạn ấy nắm tay hay là có cho bạn hung con hay là có cho bạn tiến xa hơn một chút không? Dạ ngày đầu tiên gặp là con ôm luôn rồi. Đã lắm, tại vì cái gu của con là thích mập á. Trời ơi, cái bụng mở bóp đã lắm. Bóp bóp tưng 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 tưng. Tức là sau khi mà 3-4 tháng mà bắt đầu khi con đã cảm thấy con yêu rồi, lâu rồi con ôm luôn á. Hay là không mới cái gặp ngày đầu luôn. Tiên con gặp là con đã ôm luôn. À, là bá khoái luôn rồi đó. Sao mà khó khăn dữ vậy ta? Vậy mà vẫn chưa yêu người ta nữa? Dạ không, yêu nó khác, mình quen mình kia là thích, đúng không? Rồi, thích, mình chỉ thích thôi. Thích bụng bự cho nên ôm vậy đó. Rồi bây giờ thích nè, rồi ôm cái bụng bự, rồi lúc yêu rồi thì là ôm cái gì? Mình ôm tới những cái bộ phận khác trên cơ thể. Rồi lúc đó có cho người ta hôn không hay sao? Mình phải hôn xong rồi mình mới tiến xa hơn. Nhưng mà nè, Tuấn, con bao lâu thì con mới tỏ tình với cô gái này? Tức là nó phải có một cái động thái, nó phải có một hành động. Lúc mà mình con hẹn gặp cô ấy rồi là khoảng 2 tuần sau là con đã, lúc đó đang đi công tác nữa. Thì ở ngoài Phan Thiết lần mà mình về, lúc mà con chạy xe về á, con nói tối con về con sẽ gặp. Thì tối con về tới thành phố, vô tình về tới thành phố bị kẹt xe quá, về tới thành phố tới 10 giờ.
Thì con vừa về tới nhà thì con cất đồ ở nhà luôn. Xong con hẹn bạn này ra. Thì ra đó khoảng tầm 11, qua nhà bạn rồi khoảng 11 giờ mấy rồi. Thì đợi xíu nữa là tới 12 giờ. Qua 12 giờ thì con mới tỏ tình làm bạn gái. Qua giờ Linh là ông qua giờ Linh đó. Trời ơi sao mà chị em với nhau quá. Ừ. Trời ơi 50 năm sau là chắc có lẽ là như là hai chị em cùng sống nói luôn á. Đúng rồi. Nói một lượt á. Mở mở ra cái nói lượt á. Đó. Rồi. Sao con? Qua rồi. Ngày mới đúng không? Đúng rồi, đúng cái ngày, tại vì con thấy cái ngày 30 tháng 3 nó đẹp hơn con tỏ. Trời là 29 đúng không? Ngày 30 đẹp hơn ngày 29 đúng không? Cô gái mà phải chọn số nữa chị. Rồi, vậy là lúc tỏ tình có dính không? Dạ, dính liền. Chịu liền luôn đúng không? Đâu đâu. Rồi vậy là hên rồi. Chú muốn biết là con tỏ tình sao, con nói sao? Thì con cũng nói thì sau một thời gian nói chuyện rồi thì thấy mình hợp nhau, có nhiều cái nó chia sẻ được với nhau thì thôi từ làm bạn gái Tuấn nha. Lúc đó con lấy chiếc nhẫn trong túi ra nữa, chuẩn bị sẵn rồi. Con quỳ xuống rồi con làm tỏ tình thôi. Rồi chị bị siêu liền. Siêu liền, có đeo nhẫn luôn không? Dạ đeo luôn chứ. Bây giờ cái nhẫn nó còn không? Dạ còn. Nhưng mà giờ mập quá đeo hết vừa. Rồi sao? Rồi có hôn nhau cái nhẹ không? À, thì hôn đậm không? Hôn đậm không? Không, hôn nhẹ thôi. À, hôn đậm. Cũng đang ngại. Lúc đó còn nhát lắm chú Quốc Thần. Rồi. Rồi xong rồi hai đứa yêu nhau. Rồi có thuận thảo không? Hay là có khắc khẩu không? Thường là bạn bè hay khắc khẩu hay gây nhau có đó. Có cãi lộn không? Dạ có, thời gian đầu là tụi con cãi lộn nhiều lắm. Cãi lộn rồi chia tay, chia chân rồi hả, đủ thứ trò trên trời dưới đất hết. Xong rồi hả, nói chung là làm mấy cái chuyện khùng điên cũng có nữa. Khùng điên là sao? Giống như bữa đó con đi làm về, xong rồi tới 10 giờ tối, gần 11 giờ. Cái nói anh ơi, em buồn quá, anh chở em ra Vũng Tàu chơi đi. Chứ xong chở con ra Vũng Tàu thiệt. Cái ra tới ngoài 3 giờ sáng cái tụi con đi vô mini stop ăn uống xong rồi tới 6 giờ sáng tụi con đi ăn bánh khọt xong tụi con đi về. Chà hai đứa này nó bận dữ chị một. Thì đó. Bận quá đó, chị ơi. Đó. Ở ra nó hưởng thụ ghê. Trời ơi vậy đó, hai đứa đi xe máy chở nhau đi. Dạ, 6 giờ sáng hôm sau cái tới 7 giờ con đi làm. Trời ơi không công nhận khùng điên thiệt, cả một đêm không ngủ luôn. Dạ đúng là một đêm không thực ngủ luôn. Thật sự sao phải ăn hải sản sao? Vô mini stop giống như Sài Gòn đó, có. 3 giờ sáng lúc đó không ai bán hết chú Quốc Thuận. Thì đó, bởi vậy nhưng mà còn ăn bánh khọt cho bằng được rồi mới về. Ngon. Rồi sao còn chuyện cùng điên gì nữa không? Đi làm bữa đó có ngủ gật không? Dạ không. Mà ông này ông lái xe mà ông dám thức nguyên một đêm vậy đó. Dạ qua mai con nghỉ luôn chứ. Tại vì lái đâu có nổi nữa hả? Rồi bây giờ nè, có những cái chuyện mà khùng điên nào mà trong cái hoàn cảnh là hai đứa chia tay chưa chưa? Chia tay dạ có. Có một lần là hai đứa con cãi lộn á, xong rồi chia tay một ngày luôn. Thì thường á là những lần chia tay á là anh sẽ chủ động nhắn tin làm quà trước. Mà đợt này chia tay lâu lắm anh không nhắn tin làm quà. Cái con mới tức quá mà con cũng không có thích là hà phải nhắn tin trước nữa. Xong rồi con lúc đó cũng trẻ trâu lắm. Hà con lấy dao lam á, con gạch lên tay. Mà thật ra là lúc đó tay nó bị ngứa, gãi cũng không có được cho nên gạch chấm ra. Cái xong máu nó cũng dị tí xíu à. Cái con chụp hình cho bạn con coi. Cái bạn con á hả, chưa kịp nhắn tin cho bạn con là bạn con chuyển cái hình qua cho ảnh. Tấn lúc đó khi mà con nhận thấy những cái tấm hình đó thì con sao? Thì con thấy con cũng coi trên báo trên mạng đồ, thấy rạch tay, thấy rạch dữ lắm mà sao vậy, cái chấm như mũi chích vậy. Rồi xong con sao? Con sợ không? Lúc đó còn cũng hơi run sợ chỉ làm thiệt. Thì rồi sao? Lúc đó con mới nhắn tin cho chị. Nhắn tin chọc tức con. Rồi sao? Gửi lại cái hình cho con nói, ủa em nhắn tin là ủa em gạch tay mà sao mà gạch ít quá vậy, gạch sâu hơn xíu nữa cho nó chảy máu ra. Trời này ác ghê bây. Xong rồi con mới điên lên, con còn chửi thêm nói nghĩ sao vậy, tôi gạch tay vậy đó để máu rỉ từ từ rồi hả nó chảy ra rồi hả mình mới chết được chứ hả, gạch một lần nó chảy hết một lần rồi đâu có chửi lộn được nữa đâu. Đó xong rồi hả ông mới nhắn tin cho con nữa, vậy ăn uống gì chưa em? Cái hả con nói là ăn rồi, mới vừa hả đặt Grab bay kêu người ta ship đồ ăn tới rồi. Ông hỏi con, ồ em ship gì vậy? Em kêu thuốc chuột. Rồi sao? Cái là trong cái khoảng thời gian nó nhắn tin, vừa nhắn tin cho con á là ở nhà lật đật chạy tới liền. Cái xong hỏi ủa em đặt thuốc chuột mấy hộp vậy? Đặt nhiều nhiều nha, chứ tướng em như voi á, đặt hộp uống không có chết đâu. Trời ơi đặc quỷ quỷ. Nhưng mà sau đó là đến nhà đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó đang nhắn tin, vừa nhắn tin chọc tức là đang chạy xe rồi, đang chạy xe tới nhà chỉ. Tức là nó chọc để cho đừng chết á, tại vì tức quá chưa tức chết quá. Được phải chửi. Phải chửi nó. Đó. Nhưng mà thật ra là con biết là chắc ba không dám đâu đúng không? Dạ đúng rồi, chứ ai đâu rạch tay mà chấm 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 vậy.
Rồi, rồi xong rồi tụi con yêu nhau được bao lâu thì làm đám cưới? À, tụi con yêu nhau tính là 6 tháng là cưới, nhưng mà vướng một số vấn đề tụi con kéo tới 2 năm mới cưới. Vậy 2 năm. Vấn đề gì vậy con? À, đầu tiên là con vướng tang ở nhà. Lần thứ hai là vướng dịch Covid năm ngoái. Xong là tháng 5, xong rồi lần thứ ba cũng là vướng dịch Covid luôn. Dạ, dịch. Đúng. Ví dụ dịch này thì hại nhiều lắm, dạ, hại nhiều cặp đám cưới lắm. Đúng luôn. Vậy là mới cưới đây hả con? Dạ đúng. Ủa, rồi mới cưới tháng 10 năm ngoái. Ồ, như vậy là được 6 tháng. 6 tháng rồi. Như vậy là các con cũng đã yêu nhau rất là lâu. Dạ đúng. Có rồi. Có thời gian đúng không? À, rồi giờ cưới là... vậy rồi về. Hôm qua phần 2 đi em. Phần 2 đi. Ừ, phần 2 đi. Là sao nè, cái tính xấu nào Tuấn nói trước đi. Dạ tính xấu của cô Từ, cô Từ có cô nhiều tật xấu không? Dạ thì cứ từ từ gái cưới nhé. Xong rồi về nhà thì hầu như là nó lòi ra rất là nhiều thứ luôn. Chắc chắn. Dạ. Ví dụ trước mắt là đã bừa bộn rồi. Mà con gái mà bừa bộn rồi nhưng mà con nhìn vô khó chịu lắm. Thí dụ coi cái bừa bộn nó cái độ nó cỡ nào. Dạ thì cái giỏ làm việc mà cổ hay đi làm á. Thì trong đó thường là cô Vân hay chú Thuận gì đó để laptop hay là cái giấy tờ quan trọng. Thì lúc mà con vô tình con soạn ra á thì trong đó toàn rác không à. Tại đồ bác ăn xong có cái gì xong quăng. Không, con không có dục rác. Mấy cái giấy tờ mà rác xong phải xé xong cũng bỏ cho ông. Thì đó, đổ ra xong rồi như cái thùng rác vậy á. Còn anh mấy cái đồ quen mà của chị á thì chị quên. Xong rồi cái lúc mà chị lên công ty chị làm rồi á, chị gọi về cho con hỏi ủa đồ em để đâu. Trời, là con phải chạy về lấy. Thì con nói ủa đồ của em mà sao anh biết được nằm đâu mà anh kiếm. Đó, đã bừa bộn vậy rồi. Đó, còn không chịu ở nhà không chịu giặt đồ nữa. Con giặt hả? Dạ con giặt không, con tự phơi luôn, tự làm luôn. Phòng cũng không dọn. Chà, cái tướng này mỗi lần mà dễ sợ nhưng mà nhiều khi thương con á, cho con làm để cho con ngớm bớt á. Không phải đâu chú Quốc Thuận, ảnh bị kỹ tính thái quá á. Giống như cái đồ của con xài, con hay xài con sẽ để trên cái bàn nhỏ. Khi nào con cần con sẽ giơ tay con lấy một cái là tới. Ảnh không chịu, ảnh phải đồ là phải để trên kệ, bàn là phải để sách vở. Còn á hả, mỗi lần mà con xài xong anh để xuống là bắt đầu hả, anh đem lên, anh cất lên, anh sẽ càm ràm rất là nhức đầu luôn á. Chút nữa tới phần đó con nói nghe. Dạ. Rồi giờ đó, tiếp tục đi con. Đó. Còn tính xấu nào nữa không con? Cũng hay cằn nhằn á. Dạ. Cũng cằn nhằn. Coi như là bà bừa bộn nè. Cằn nhằn. Bà lề mề không? Còn bà có lề mề không? Dạ cũng lề mề lắm á con. Thí dụ lề mề thôi. Dạ, có một lần thì lúc mà chuẩn bị mình đi đám cưới á thì người ta mời thiệp trong đó là 7 giờ đi. Thì mà con cũng sợ bà lề mề. Thì 4 giờ 5 giờ cũng kêu bà chuẩn bị hết rồi. Mà lúc mà con đi xuống ở dưới đó, con đi làm hết mấy tất cả rồi mặc đồ xong hết, dắt xe đồ xong hết, chỉ đợi bà ra đi thôi. Mà tới đâu hơn nửa tiếng sau nữa lúc mà con kêu bà mới chịu xuống. Mà không biết ở trong nó làm gì nữa, trên nó làm gì nữa mà lâu. Mà trang điểm. Con là lề mề nè. Đó, lề mề rồi còn cái gì nữa không? Có nhây như không? Có mấy người nghe đi tắm một lần nghe là không đâu nửa tiếng, một tiếng đồng hồ luôn á. Vợ con là vô lịch rồi. Mà không biết vô trong toilet làm gì tiếng mấy mới ra. Thì là lề mề đó. Là vô trong toilet là một tiếng đồng hồ. Dạ. Rồi bà có nhây không? Bà có nhây không? Dạ cũng nhây lắm. Vẫn cũng nhây mà. Ví dụ vẫn nhây làm sao? Nửa đêm nửa hôm đang ngủ 12 giờ cái tự nhiên giận đầu nhau giỡn. Giỡn gì giờ đó trời, chọt lét nhau rồi tự nhiên bà ngủ không được cái bà chọc con rồi. Mà trong cái đó mai con nói con dặn là mai con đi lái xe 4-5 giờ sáng đi sớm rồi. Mà bà cứ 12 giờ bà chọt à. Trời ơi, tại vì bà lây con đó ai biểu con tỏ tình qua 12 giờ chi. Ừ. Đừng có huông á. Đừng có huông á. Cái này nó thích 12 giờ sao qua 12 giờ kia. Đó. Rồi, là hết rồi phải không? Dạ. Rồi giờ tới con đó. Nãy giờ không hớt lắm, mình muốn kể lắm rồi. Con nóng lắm mà phải không? Nóng đúng lắm rồi. Trời con nóng mỏ lắm rồi đó. Ảnh nó hà lạ hà lề mề. Cô không có nghĩ đi, mình con gái mà mình vô toilet mà mình tắm rửa là mình nào lạ hà mình tẩy tế bào chết, xong rồi mình sơ sức kem dưỡng da, mình gọi đầu, mình xả hấp dầu rồi mình xả. Nói chung làm các kiểu con đà điểu luôn, xong rồi lâu lâu thì mình phải soi gương là mũi mình hôm nay có mọc mấy cọng lông nào không, hay là râu mép rồi hả, lông mi có rụng cọng nào chưa. Đó thì mình thơm tho sạch sẽ lúc nào cũng hỏi ừ em ơi sao em thơm vậy, mà không có nghĩ là con phải ở một tiếng đồng hồ trong hà toilet. Rồi làm biến, ảnh rất là làm biến đi tập gym. Ngủ đi tập gym, mà mỗi lần đi tập gym á là anh thôi anh mệt lắm,
anh lười lắm. Nè anh sốt rồi nè. Anh đau bụng quá à. Anh đau đủ đầu. Đủ lý do. Đủ đó. Lý do trên trời dưới đất luôn. Có một bữa anh đi tập gym xong rồi hả. Bữa đó là con không có ăn. Con chỉ cần uống nước ép là con đã no rồi. Anh cũng bắt chú con uống nước ép luôn. Xong về nhà nửa đêm 10 giờ mấy 11 giờ ngủ cái bắt đầu hả đổ mồ hôi kêu em ơi anh lạnh quá anh sốt rồi run cái khều khều con em lát mà hả anh giật á em lấy cây kim á em chích 10 đầu ngón tay anh nha cho máu nó chảy ra coi cho anh bị tấn xong á cái xong rồi hả rồi con biết cái màu rồi đói quá chắc đói mệt. Tụi không biết á xong con phải xuống con nấu cháo gà cho ăn nó xong mà tỉnh liền con cháo gà thì là cháo là có con gà thịt gà đàng hoàng nảy xuống nấu cháo gói bỏ khô gà gọi là cháo, cháo gà. Gà đó chứ một gà cháo gà thì đúng là cháo gà. Cháo gà cháo gói có con thịt khô gà là mình cháo gà xong con sợ ăn thịt không á là xong không có hạ chất xơ con phải bỏ lá chanh vô nữa con bỏ thêm mấy miếng ớt vô luôn ăn cho nó tỉnh đó cô Hồng Vân nó gọi chính xác là cháo khô gà lá chanh đó con nè rồi đó, còn gì nữa nè à, có một cái tật là lúc mà chưa quen á á không chưa có cưới á là ảnh á mỗi lần mà đau bụng hay muốn đi toilet ở đâu á là em ơi em đứng đây đợi anh xíu nha anh vô anh rửa mặt xíu rồi anh ra mà không ai đi rửa mặt 15-20 phút hết trơn á đó xong ông sĩ diện á đúng rồi rất là lịch sự luôn cưới về con sáng con vô con đang đánh răng em mở cửa gì vậy anh đau bụng mở cửa cái xong con phải mở cửa ra nó cái mỗi lần mà con đánh răng cứ đánh răng là anh chạy vô đánh răng là anh chạy vô cái xong á hỏi anh cái tính gì kỳ cục vậy nói mỗi lần anh nhìn em á anh mới cảm thấy thỏa mãn và anh giải tỏa được cái nỗi đau của anh trời ơi em biến thái quá thôi rồi à có tiếp có đi những... con tiếp dạ. đi tiếp đi trời nhiều cái lắm để con ngồi lại con kể tiếp à, lúc mà mới quen á là ảnh có nói với con á là 1 tháng 30 ngày là sẽ chiều con 24 ngày còn 6 ngày á là những cái ngày con rụng dâu á là sẽ không có chiều con xong cưới về đi tỉnh hết 2 tuần có khi 3 tuần còn 1 tuần á xui á rơi trúng cái ngày con rụng dâu á là nguyên tháng nó con treo mỏ luôn à. Thiệt là giờ biết làm sao giờ ta giờ em nó đi em nó đi xa rồi ngày nó ập về thì con rụng râu thì giờ sao giờ nhưng mà những cái ngày mà ảnh không có đi tỉnh này nọ thì nó có chiều con không dạ có mỗi lần mà con muốn chiều á là sáng đó con nói anh ơi sáng nay nhớ ăn phở bò bỏ thêm đậu hành thêm một cái lòng đào nữa nha anh tối nay mình về mèo 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 là anh hiểu rồi đúng không là hiểu thôi vậy được rồi tại vì do hoàn cảnh đó hoàn cảnh nó đẩy đưa thấy không dạ đúng cho rồi cho nên là ảnh lại đi làm mà đúng không con dạ chứ cũng mà lúc chưa cưới con không biết làm sao lúc chưa cưới ở Sài Gòn miết luôn á là khảo bài đủ luôn mà không biết sao đi tỉnh về cưới về xong đi tỉnh miết luôn không biết có trốn con không nữa mẹ hỏi đi anh trốn em không không công việc mà sao trốn à, về cũng như là tiền bạc là kinh tế là cô ấy giữ hay sao dạ thì lương con cũng biết thôi đó. Dạ. Dạ tại vì bây giờ mình trả lương qua thẻ mà nó có cái chế độ internet banking á chú Quốc Thuận xong rồi mày con vô điện thoại ảnh luôn là con cài sẵn cái chế độ mà chuyển tiền tự động giống như ảnh lãnh lương ngày 25 đúng không con sẽ cài ngày 30 tự động tiền của ảnh qua thẻ con không cần phải nhắc trời hay quá cái này chắc chị phải chỉ cái này cho con Liên nhà em chỉ gì vậy chỉ cho nó xài cái chiêu này hay mà trời ơi chỉ làm gì trời ơi bảo quán xuyến hết luôn á chứ mà thôi đừng có chỉ cái chuyện của ta mà kỳ cục rồi nó chứ con mong muốn Tuấn thay đổi cái gì nè dạ con chỉ mong muốn ảnh là chịu khó đi tập gym với con nhiều xíu để lại giảm cân có tốt cho sức khỏe rồi bớt nóng tính cọc cằn rồi thương vợ xíu thí dụ mà có làm cho vợ thì đừng có cằn nhằn còn con sao Tấn dạ con thì con muốn vợ con thay đổi là bớt bừa bộn với lại bớt hay tính con nít trẻ con dạ vậy thôi à dạ chỉ có tính bừa bộn vậy thôi bây giờ 6 tháng này nè hai đứa mới ở gần nhau có 6 tháng mà thực sự là ở chung nhà đó đúng không dạ thì là còn phải kềm chế nhiều nữa tính xấu con cứ cho lòi hết ra đi lòi hết tính xấu ra có gì lòi hết à, xong bắt đầu tối cái rủ rỉ giống như giờ nói chuyện nhau vậy nè bây giờ Tuấn nó muốn con đừng bừa bộn mà cô thấy cái đó hợp lý anh nói tối là... không có nói chuyện đâu cô Hồng Vân ơi tối về anh coi Thế Giới Động Vật không à khoái hả
Thì coi đó hay mà thà coi cái đó hơn thì coi mấy khác. Nhưng mà lại không có tâm sự với vợ hả? Cũng có, hai đứa cùng coi một bộ phim nào đó rồi nói chung là có thể là không nói trực tiếp với nhau thì thông qua cái nội dung bộ phim đó. Ví dụ như con coi phim về tình yêu chẳng hạn, ví dụ như đó có những cái phim nó gọi là cái dòng phim gì đó, cái dòng phim tình cảm á, cái dòng phim đó đó, mình coi phim đừng có coi phim bộ, coi phim lẻ thôi. Tình cảm tâm lý. Cái coi cái xong cái ví dụ như vừa con muốn Tuấn cái gì á, cái con sẽ nói trời ơi anh ơi, đó cái kiểu vậy đó em thích đó, em thích kiểu vậy đó, ví dụ vậy. Cái Tuấn nó chứ đó, rồi em thấy không, phụ nữ mà nó không có bừa bộn, em thấy nhìn nó khỏe ghê không à. Thấy nó này đó, cái kiểu vậy đó, cái tự nhiên mình góp ý nhau từ từ đó con, đối phương sẽ tự hiểu là bạn kia của mình muốn cái gì, thì tụi con có được khoảng một thời gian ngắn ngủi để mà tụi con có thể hoàn thiện nhau. Chứ bây giờ khi mà có em bé rồi đó là khỏi được những cái giây phút lãng mạn đó con. Đi có em bé rồi là thôi đó, chỉ có chăm vô cho nó thôi chứ không có lãng mạn được đâu. Cho nên tranh thủ cái thời gian mà mình còn được tự do để mà mình sống hết mình cho nhau thì hưởng đi, hiểu không? Dạ. Đó. Hai đứa có muốn có em bé luôn chưa? Dạ hiện tại là con chưa. Tại vì con còn ham chơi lắm, ảnh cũng ham chơi nữa. Đó. Nhưng mà trước khi mà có em bé thì chú có lời khuyên Tuấn á. Dạ. Tuấn thì chắc không có nhậu nhẹt gì hả? Dạ không nhậu, bụng nước ngọt không phải bụng bia. Tuấn phải thật sự là giảm cân. Dạ. Giảm cân tại vì mập quá nó cũng ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Nghe Tuấn nghe. Rồi. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn chú. Dạ.